Hello, xin chào Caboro. Caboro có nhìn thấy chiếc siêu xe của mình không? Hôm nay mình đã nâng cấp và độ nó lên thành một chiếc gọi là siêu xe Lamborghini công lông. Đấy, đây là chiếc siêu xe mình vừa mới tạo, Lamborghini công lông. Giới thiệu với các bạn, đây là cái chìa khóa để cho con xe này nó chạy. Đây là chiếc chìa khóa khi mình cắm vào cái ổ khóa này, mình vặn khóa. Mình vặn thật mạnh ạ, vặn thật mạnh vào thì con xe Lamborghini công lông này nó sẽ lổ và chạy. Nhưng mà trước khi đến cái việc nó lổ và chạy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái trò đùa và trêu người yêu mình đang ngủ ở trong đây. Rất là vui. Đấy. Lamborghini công lông. Đây 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 đây. Đây. À, sorry my love. Tí nữa nha. Tí nữa chúng ta sẽ khiêng người yêu mình này. À, lên chiếc con Lamborghini công lông của mình. Đấy. Sẽ lên đây, xong rồi mình sẽ dùng chiếc chìa khóa vặn cho nó lổ và xem người yêu mình sẽ tỉnh dậy như thế nào nhá. Đây là chiếc xe Lamborghini công lông của Vương Sơn Lâm. Vương Sơn Lâm.